Canada sẽ gửi cho Ukraine hơn 800 máy bay không người lái đa nhiệm Skyranger R70 với tổng giá trị hơn 70 triệu đô la Mỹ. hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair ngày 19 tháng 2 cho biết như trên. Số máy bay không người lái đa nhiệm Skyranger R70 được sản xuất bởi Teladai ở Waterloo bang Ontario. Skyranger R70 có thể vận chuyển hàng hóa nặng tới 3,5 kg. Gói viện trợ hơn 800 máy bay không người lái của Canada cho Ukraine trị giá 70 triệu đô la Mỹ này là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 370 triệu đô la Mỹ do Thủ tướng Justin Trudeau công bố trong chuyến thăm Kiev năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết, những máy bay không người lái này nhằm giúp Ukraine trong xung đột với Nga. Ông nhấn mạnh, Canada sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào cần thiết. Theo Bộ Quốc phòng Canada, máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine, nhất là trong việc giám sát và thu thập thông tin tình báo, cũng như được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược. Việc giao máy bay không người lái của Canada dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân tới. Thông báo của Canada được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hỗ trợ quân sự, đặc biệt là đạn dược tầm xa. Trong hai năm qua, Canada cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, cũng trong ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho tiến trình tái thiết tại Ukraine sau khi xung đột với Moscow kết thúc. Theo đài RT, cam kết được đưa ra tại Hội nghị thúc đẩy tái thiết kinh tế Nhật Bản-Ukraine được tổ chức ở Tokyo. Phái đoàn Ukraine tham gia hội nghị đông đảo gồm hơn 100 người do Thủ tướng Ukraine Denis Miho dẫn đầu. Thủ tướng Ukraine xem sự kiện nêu trên là một thắng lợi ngoại giao lớn. Theo ông, hơn 50 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết tại hội nghị, bao gồm một công ước liên chính phủ về tránh đánh thuế hai lần, điều này cực kỳ quan trọng đối với các công ty Nhật Bản đang lên kế hoạch cho các dự án mới tại Ukraine. Thủ tướng Ukraine tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram, trong hội nghị, ông Kishida đã nói rằng Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng viện trợ 12,1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả số tiền đã công bố và đã thực hiện hiện vẫn chưa rõ chính xác thời điểm cũng như hình thức tài trợ. Theo phía Nhật Bản, trong hội nghị, Tokyo đã cam kết viện trợ mới 105 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm ra phá bom mìn, sửa chữa khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. Thủ tướng Nhật Bản cũng cam kết mở văn phòng thương mại chính phủ mới ở thủ đô Ukraine. Ông Kishida cho biết, Nhật Bản coi việc tái thiết Ukraine là một khoản đầu tư có lợi cho cả hai bên xung đột tại ukraine vẫn đang diễn ra vào thời điểm này và tình hình không hề dễ dàng tuy nhiên việc thúc đẩy tái thiết kinh tế không chỉ là khoản đầu tư cho tương lai của ukraine mà còn là đầu tư vào nhật bản và toàn cầu ông kishida phát biểu tại hội nghị